ở kia kìa. Đây là em vừa đạt theo cái diện là dừng lại ở trong này thôi. Ừ. Chứ còn đúng ra là sẽ không được chống chân. Nếu mà bài thi của BMW là sẽ, nếu mà chống chân là nó sẽ tính là trượt. Ừ. Đấy. Là phải đứng đứng trên. Phải đứng như anh đứng ở đoạn trên này này. Đứng xong chậm chậm thì lại đi tiếp đúng không? Không không, có nghĩa là khi anh dừng nhá, tức là anh gì? Đủ tiêu chuẩn anh dừng ở trong này. Dừng ở trong này không xong chạm chân. Rồi. Không chạm chân. Xong rồi sau đó thì bánh mình đi hay không là do mình. Đấy là bài thi của BMW để em làm lại. Anh ơi, anh Thanh đứng gọn, gọi mọi người đứng gọn vào tránh cái việc đấy. Đa số mọi người vẫn bị lao lên trên này quá, không phanh được trong cái đấy. Tí nữa. Ờ, đoạn kia là hơi bị ngắn. Hơi ngắn. Bình thường nó sẽ là một đoạn dài đường này, xong mình dài đường và mình nhìn được đồng hồ là đang ở tốc bao nhiêu, bắt đầu hô phanh là phanh. Mình không bị vướng hai bên này này, mình không để ý. Bởi bây giờ tua nó đang lên tận 5.000, 6.000 nó phanh thế đéo được. Thì là lúc cái lưu tơn nó cao. Tua đang lên. Bao giờ ra hẳn đoạn này là chơi này. Anh ví dụ như là phanh tốc 80 của số 4 mà tốc 80 của số 3 nó khác rồi. Nó khác nhau hoàn toàn. Đúng rồi. Đây mình toàn số 2 không? Đúng rồi anh. Là đúng cái rồi. Lực lúc ấy toàn số 2 mà mình lại ra nó sẽ ghi máy tốt hơn là số 4. Mình đang thốc như thế. Còn nếu mà đang chạy đường trường này một tầm khoảng kể cả 80 phanh nó vẫn khác, đúng không? Đèn vẫn nháy luôn. Đấy. Đi tiếp thì nó lại hết. Đi tiếp thì lại hết. Đấy, đấy là cái bài mà em muốn mọi người tập thật nhiều vào. Tập thật nhiều, cứ rảnh là lại lôi nhau ra tập cái bài đấy để làm gì, để mà mình cái biết bài được là bài kỹ năng nhiều nhất, biết được là cái khi mà mình phanh là mình phải làm gì. Chứ nếu mà không tập bài đấy là đến lúc mà ơ ra là không, là tay chân rụng rời rồi không biết làm gì đâu. Đấy, có cái bài đấy nó sẽ hỗ trợ được cho mình rất nhiều trong cái việc xử lý tình huống ở trên đường. Hôm nào chuẩn bị thay lốp là ta cứ tít thật ác vào xong đằng nào thay. Thay lốp không, cái này nó có dê lốp rồi. Anh để ý nhá, con này nó dừng là nó dừng theo diện thẳng thẳng tít, chứ nó không hề bị chứ lốp sau đâu. Không bay.